Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thất tình lục dục làm chướng ngại tâm tu đạo. Chúng ta là người tu hành, quyết phải mang tất cả những vọng tưởng thất tình lục dục quét cho sạch một phen, thanh toán chúng cho hết. Chúng ta phải hiểu rằng thất tình là hòn đá tảng buộc chân chúng ta. Các vọng tưởng về thất tình sẽ làm ngăn cản sự chuyên tâm tu đạo của chúng ta, khiến cả ngày bị vọng tưởng lăng xăng, gặp cảnh thì tâm động, có chút định lực nào gom góp được thì bị tiêu hao mất, há chẳng uổng bao nhiêu công phu lâu nay đã tham thiền tĩnh tọa hay sao? Bất cứ nam hay nữ đều phải tận diệt thất tình. Thế nào là thất tình? Đó là hỉ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham dục. Tôi giới thiệu giản lược như sau. Hỉ, không nên mừng, mừng thì tình sẽ động đó. Nộ, không nên giận, giận thì tình sẽ động đó. Ai, không nên bi ai cũng động tình. Cụ, không nên sợ hãi cũng động tình. Ái, không nên sanh tâm tham ái, bởi tham ái làm cho tình động. Ố, không nên có lòng chán ghét làm cho tình động. Dục, không nên có dục niệm sẽ làm cho tình động. Nếu nặng tình cảm về các loại thất tình nói trên, hành giả sẽ bị hoàn cảnh chi phối. Nếu thất tình có thể lay chuyển được mình, thì định lực sẽ bị tiêu ma, ta sẽ bị làn gió của các loại hoàn cảnh làm cho phiêu bạt, tâm bị lay động, không còn làm chủ được nữa, và khi không có chủ tức thành điên đảo. Chúng sinh tại địa ngục làm bất cứ chuyện gì cũng là làm trong sự điên đảo, bởi lý do quá si mê và thiếu trí huệ. Làm cái gì cũng là sai quấy, chúng ta ở thế gian, nếu làm sai quấy thì cũng chẳng khác gì chúng sanh trong địa ngục, nghĩa là làm những gì không đúng với pháp, có mục đích ích kỷ tự lợi thì đó là địa ngục. Hoan hỷ điều này, hoan hỷ cái kia, buồn giận vì điều này, buồn giận vì điều kia. Còn làm việc với những loại cảm tình đó là còn sống trong cảnh địa ngục. Các vị hãy chú ý, nhớ kỹ, phải đoạn trừ thất tình và nhục dục. Lục dục tức là sáu thứ dục do sáu căn mang lại. Sáu căn còn có tên là sáu tên giặc, vì chúng chuyên ăn cướp tự tánh chân quý của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận giữ gìn các cửa của sáu căn, kẻo đồ châu báu bị cướp mất. Ha ha ha, 问什么的说呵。